Đối với cá nhân Will thì những cái câu chuyện về phụ nữ lúc nào nó cũng sẽ có rất là nhiều sức hút với mình. Will lại rất muốn thử thách bản thân ở một cái thể loại phim mà mình chưa từng làm trước đó. Và Cô Dâu Hào Môn Kỳ này nó sẽ là một phim gia đình, nó sẽ rất khác với các phim trước đây của Will. Năm ngoái thì trong một cái dịp tình cờ thì Will có tham dự một cái đám cưới của một người bạn thân. Thì mình có gặp một cặp đôi sắp cưới và cô gái đó chuẩn bị là trở thành dâu hào môn. Thực ra mà khi mà Will đưa cái đề tài Cô Dâu Hào Môn ra đó thì Đảng với Will đã bàn với nhau rất là nhiều đề tài rồi. Chắc cả chục cái đề tài mà mình có thể làm phim thì Will đều bác bỏ. Nhưng mà khi mà Will đưa cái đề tài mà Cô Dâu Hào Môn là Đảng rất là thích liền, mà Đảng cảm giác là ô, cái đề tài này thú vị nè và mọi người sẽ quan tâm nè. Và cái sự quan tâm của các cô gái dành cho cái việc lấy chồng hào môn, Đảng nghĩ là ai cũng sẽ quan tâm. Cái dự án Cô Dâu Hào Môn là bắt đầu ý tưởng của từ nhà sản xuất Yêu Vũ. Đã thấy ý tưởng rất là hay. Một cô gái mà để mà phong bạc á, khi mình có để mà trở thành dâu hào môn á, thì nó thường lắm, mà đáng nghĩ là nhiều người làm rồi, rất nhiều người làm. Nhưng mà khi mà nghe cả một gia đình phong bạc là mình thấy mình hứng thú liền. Học rất là giỏi, đi làm vất vả, lương chỉ có 100 triệu. Con gái bây giờ mà không dung ngôn hạnh như Tú Lạc là hiếm có lắm nha. Bên trong đó thì đã nghe từ những câu chuyện mà từ những cái cô mà làm dâu hào môn của Việt Nam, mình nghe được những thông tin đó, đôi lúc mình cũng ngạc nhiên với nó, chứ trời, ủa trời, làm dâu hào môn là như vậy hả? Mình cũng kinh ngạc, xong rồi mình thấy ồ, thực ra là cái thế giới đó nó không có giống như mình nghĩ, không giống như mình tưởng tượng. Cái thế giới mà con người ta quá nhiều tiền như vậy á, thì cũng không giống như mình tưởng tượng luôn. Trang nói là anh ác, là anh giao cho Thu Trang một cái vai mà không có hợp với Thu Trang chút nào hết, là Thu Trang mất ăn mất ngủ luôn. Bây giờ tươi rồi, quá hợp vai luôn. Không phải quá hợp vai mà tại diễn quá hay. Quá trời.